Tối 23 tháng 3, đoàn kiểm tra về trật tự lòng lề đường thuộc quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận dẫn đầu đã ra quân tiếp tục xử lý các vi phạm tại các tuyến đường. Khoảng 22 giờ, tại đường Lê Lai, đoàn đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 51F13018 được cho là của người mẫu Cao Thùy Linh dừng đỗ sai quy định. Cao Thùy Linh là người từng gây xôn xao dư luận với bộ ảnh khỏa thân bên ngựa. Cái bãi xe bên này để cho mình gửi xe thu phí. Thôi khẩn trương nhanh lên. Sau khi trao đổi với chủ xe, lực lượng chức năng đã cho cẩu xe ô tô này về trụ sở. Trong đêm 23 và sáng 24 tháng 3, một trang Facebook cá nhân được cho là của người mẫu Cao Thùy Linh đã đăng tải hình ảnh gợi cảm cùng những dòng chia sẻ về vụ việc này. Facebook này cho biết Cao Thùy Linh phải lên trụ sở cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, đồng thời đặt câu hỏi là vì sao chủ xe có mặt nhưng xe vẫn bị cẩu đi.